về binh Chechnya đánh bật tiểu đoàn 2 Azov Ukraine tại Bakhmut. Nga tuyên bố đẩy lùi do mũi đánh của Ukraine tại Liman. Ukraine ná tên lửa, Crimea ban bố tình trạng khẩn cấp. Mỹ cảnh báo sẽ hành động không do dự nếu Triều Tiên cấp vũ khí cho Nga. Người thiệt mạng do lũ lụt tại Libya vượt mốc 5.300. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những tin tức cập nhật nóng về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục tổ chức tấn công vào hai sườn Bắc và Nam Bakhmut. Tuy nhiên, lực lượng vệ binh Chechnya đánh bại tiểu đoàn 2 Azov và thu hồi thành công sườn phía nam. Quân đội Ukraine gần đây đã tăng cường tuyển quân và nhiều binh sĩ Ukraine được huấn luyện kỹ năng để tham gia chiến đấu. Việc bổ sung số binh sĩ này không chỉ nâng cao sức mạnh chiến đấu mà còn có thể ảnh hưởng đến cục diện xung đột và khuyến khích quân đội Ukraine có những hành động tấn công tá bạo hơn. Tuy nhiên, Ukraine đang phải đối mặt với một số thách thức chiến lược bất chấp khuyến nghị của NATO nhằm tìm ra những điểm yếu trong tuyến phòng thủ dài 1.000 km của Nga. Quân đội Ukraine dường như không thể vượt qua những thất bại trước đó ở khu vực Bakhmut. Kể từ khi bị lý đánh thuê Wagner đánh bật khỏi Bakhmut hồi tháng 5, quân đội Ukraine đã tăng cường quân đến các vùng ngoại ô phía tây Bakhmut và các sườn phía bắc và phía nam. Nhưng tiến độ vẫn còn hạn chế. Trọng tâm cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở Bakhmut dường như là khu vực điểm cao Grisipka, nơi diễn ra giao tranh ác liệt. Tại đây, lực lượng tấn công của Ukraine chạm trán với lực lượng đặc biệt Chechen Akhmat, đơn vị tinh nguyện được quân đội Nga cử tới khu vực. Sự xuất hiện của lực lượng đặc biệt Chechnya này làm nổi bật giá trị chiến lược của quân đội Nga đối với khu vực điểm cao Grisipka. Kết quả của trận chiến này sẽ có tác động rất lớn đến tinh thần của cả hai bên. Các báo cáo chiến trường cho thấy, vệ binh Chechnya đã đánh bật tiểu đoàn 2 Azov Ukraine tại Bakhmut. Trong báo cáo tình hình chiến sự mới nhất, phía quân đội Nga cho biết họ đã đẩy lùi thành công 6 mũi đánh của Ukraine tại Liman. Trong khi đó, phía Ukraine lại tuyên bố quân đội nước này giành được ưu thế số 1 tại địa phương ở Donetsk, Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 12 tháng 9, các đơn vị phòng không của Nga đã bắn hạ 41 máy bay, bay không người lái UAV của Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và các tỉnh Zaporizhia và Kherson. Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không Nga còn chặn được 4 hỏa tiễn được bắn từ các hệ thống pháo phản lực cơ động HIMARS. Phần nguồn viên nhóm tác chiến trung tâm thuộc quân đội Nga Alexander Savchuk trả lời với hãng thông tấn Stas rằng các đơn vị thuộc nhóm này đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của Ukraine tại khu vực thành phố Liman, Donetsk và tiêu diệt khoảng 40 lính Kiev. Ngoài ra, nhóm tác chiến cũng điều máy bay ném bom oanh tạc, hai trạm chỉ huy và quan sát, hai điểm tập kết của quân Ukraine tại các khu định cư ở Liman. Theo ông Sápchuk, lực lượng phòng không của nhóm này cũng đã bắn hạ hai UAV của Ukraine còn hoạt động tại khu vực. Còn theo truyền thông Ukraine, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, lực lượng phòng vệ Ukraine đã giành được một phần lợi thế tại làng Kristchivka ở tỉnh Donetsk và làng Robotine ở tỉnh Zaporizhia. Sáng sớm ngày hôm nay 13 tháng 9 theo giờ địa phương, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào Sevastopol ở Crimea, khiến khu vực này phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Thống đốc Sevastopol Mikhail Rasvohaev cho biết, Lực lượng phòng không nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công trong đêm của lực lượng vũ trang ukraine vào thành phố sevastopol ở crimea. Theo thống đốc mikhail rasvohayev, cuộc tấn công bằng tên lửa của ukraine dẫn đến cháy tại một cơ sở phi dân sự, khu công nghiệp của thành phố. Ông rasvohayev tuyên bố cơ quan tình trạng khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường đám cháy, kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Hiện chưa rõ quy mô và mức độ thiệt hại của cuộc tấn công lực lượng Ukraine gần đây tăng cường tập kích kho đạn và cơ sở hậu cần của Nga trên bán đảo Crimea, cũng như nhiều lần tấn công cầu Crimea bắc qua eo biển Kursk, đồ bán đảo với vùng Krasnodar ở tây nam nước Nga. Trên mặt trận khác, lực lượng Ukraine đã tập kích thành công một căn cứ điều hành máy bay không người lái UAV của Nga. Vụ tấn công khiến dư luận quốc tế chú ý. Theo Kiev Independent, quân đội Ukraine đã tập kích thành công một căn cứ điều hành UAV của Nga ở làng Luhansk, vùng Donetsk. Cơ sở này là nơi quân đội Nga lưu trữ các loại UAV như Zala và Lancet. Tổn thất cụ thể không được công bố. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, cơ đội đất này đã loại khỏi vòng chiến đấu tổng cộng 4.645 UAV của Nga kể từ đầu xung đột. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng về những hậu quả nếu Ukraine tiếp tục trì hoãn việc đàm phán kết thúc xung đột. Ông Lavrov cho biết, Tổng thống Putin đã khẳng định nhiều lần rằng Nga sẽ không từ bỏ các cuộc đàm phán, nhưng phía Ukraine nên hiểu rằng họ càng trì hoãn thì càng khó đạt được thỏa thuận trong tương lai. Bước đầu tiên để khởi động quá trình đàm phán là Kiev cần hủy bỏ sắc lệnh cấm đối thoại đối với Moscow do ông Zelensky đưa ra tại diễn đàn kinh tế phương Đông, ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Ukraine phải hủy bỏ sắc lệnh nếu trên nếu muốn có bất kỳ triển vọng đàm phán nào. Bộ quốc phòng nga mới đây cho biết khi đang huấn luyện, một chiếc cường kích ném bom Su-24 của không quân nga gặp nạn và rơi vào tỉnh Volgograd, cách biên giới Ukraine khoảng 400 km. Cụ thể, theo bộ quốc phòng nga. Trong lúc bay huấn luyện, một chiếc cường kích ném bom Su-24 của quân đội Nga đã gặp nạn và rơi xuống một khu vực hẻo lánh tại thành phố Volgograd, Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 400 km. Hiện không rõ phi công điều khiển chiếc Su-24 có gặp thương vong hay không, nhưng Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng lưu lượng thần cấp Moscow đã điều trực thăng Mi-8 và đội cứu hộ tới hiện trường vụ tai nạn. Các quan chức khu vực Volgograd cho biết vụ tai nạn không gây bất kỳ thiệt hại dân sự nào. Nguyên nhân đang được điều tra. Thời gian qua, không quân nga gặp không ít sự cố rơi máy bay trong lúc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tác chiến. Trước đó, tiêm kích Su-30 của nga rơi ở thành phố Kaliningrad, vùng đánh thổ hải ngoại của nga giáp biên giới với các nước thuộc tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khiến hai phi công thiệt mạng. Hãng tin AFP dẫn nhận định giới chuyên gia quân sự rằng máy bay quân sự nga thời gian này dễ gặp sự cố kỹ thuật. Có thể vì phải tăng cường tuần tra và tác chiến giữa lúc chiến sự tại Ukraine đang xảy ra, nhưng lại không kiểm tra và bảo trì hợp lý. Cơ quan báo chí của Hải quân Đức vừa xác nhận sẵn sàng cung cấp trụ sở của Sở Chỉ huy Hải quân Đức ở Rostock để làm trụ sở chính của lực lượng Hải quân tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở khu vực biển Baltic. Hải quân Đức cho biết, Đức đã thông báo cho NATO về việc sẵn sàng cung cấp một trụ sở hải quân khu vực ở Baltic sở chỉ huy hải quân ở Rostov có thể đảm nhiệm chức năng này. Sở chỉ huy ở Rostov hiện đang chịu trách nhiệm điều phối và quản lý cuộc tập trận Northern Cross 2023 của Hải quân NATO trên biển Baltic. Tham gia cuộc tập trận được khai mạc vào ngày 9 tháng 9 vừa qua, có khoảng 3.200 binh sĩ đến từ 14 quốc gia thành viên NATO với 30 tàu nổi và tàu ngầm, 15 máy bay các loại. NATO tuyên bố hiện đang có 7 và sắp tới sẽ là 8 quốc gia thành viên của khối giáp biển Baltic. Do đó, NATO xác định đây là khu vực có tầm quan trọng đặc biệt. Theo Liên minh quân sự này, cuộc chiến ở Ukraine đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình an ninh ở biển Baltic và NATO đã tăng cường đáng kể sự hiện diện phòng thủ trong khu vực cả trên biển, trên bộ và trên không. NATO nhấn mạnh, cuộc tập trận Northern Cross 2023 gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng NATO sẵn sàng bảo vệ từng tấc lãnh thổ của đồng minh. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay, 13 tháng 9 cho hay, chuyến thăm của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga nhằm đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác Triều Tiên-Nga lên một tầm cao mới. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay ngày 13 tháng 9 cho hay, chuyến thăm của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga nhằm đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác Triều Tiên-Nga lên một tầm cao mới Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, chuyến thăm Nga của ông thể hiện rõ ràng tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ giữa hai nước. Trước đó, một nguồn tin Nga tiết lộ với hãng tin Reuters rằng, ông Kim đã đến Nga vào sáng ngày 12 tháng 9 theo giờ địa phương, ra khỏi tàu để gặp các quan chức Nga ở Kazan, cửa ngõ đường sắt chính dẫn đến vùng Viễn Đông của Nga, trước khi tiếp tục hành trình. Hàng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin, ông Kim rời Bình Nhưỡng đến Nga cùng với các quan chức quân sự và ngành công nghiệp vũ khí hàng đầu. Hiện chưa có xác nhận nào về địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên. Tuy nhiên, đoàn tàu của ông Kim đã đi qua giao lộ đến cảng Vladivostok ở Thái Bình Dương của Nga, nơi tổng thống Vladimir Putin đang tham dự diễn đàn kinh tế phương Đông và đi về phía bắc. Các nhà phân tích cho biết, thành phần phái đoàn của ông Kim bao gồm các quan chức quân sự và công nghiệp quốc phòng hàng đầu với sự hiện diện đáng chú ý của Giám đốc Cục Công nghiệp Đạn Dược Jo Chun Rong. Điều này cho thấy khả năng diễn ra chương trình nghị sự tập trung vào hợp tác công nghiệp quốc phòng. Sau khi cả Nga và Triều Tiên xác nhận chuyến thăm của Chủ tịch Kim Trương Ưn tới Nga, phía Mỹ đã có nhiều động thái mới. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington sẽ không do dự thực hiện các hành động cần thiết nếu Triều Tiên đồng ý cung cấp vũ khí cho Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller trả lời trong cuộc họp báo hàng ngày, khi được hỏi về khả năng Bình Nhưỡng đạt thỏa thuận vũ khí với Moscow, ông cho biết Mỹ sẽ theo dõi sự việc và sẽ không do dự hành động để buộc họ phải chịu trách nhiệm nếu cần thiết. Ông Miller cũng nhắc lại rằng bất cứ hoạt động chuyển giao vũ khí nào từ Triều Tiên sang Nga sẽ vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Khi được hỏi liệu Nga có thể đơn phương dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên hay không, ông Miller khẳng định là không và Nguồn viện Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Nga không thể có những hành động đơn phương liên quan đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong cuộc họp báo thường ngày, truyền tướng Pat Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc, cũng lưu ý rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ở Vladivostok có thể sẽ tập trung vào thỏa thuận vũ khí, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng không cung cấp vũ khí cho Nga. Vừa qua ngày 12 tháng 9, Bộ Ngoại giao Pháp ra thông báo kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho một quan chức nước này bị lực lượng an ninh bắt giữ ở Niger. Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Pháp, một cố vấn cho công dân Pháp ở Niger đã bị lực lượng an ninh nước này bắt giữ hôm 8 tháng 9. Đây là một quan chức dân cử đại diện cho người Pháp ở nước ngoài với nhiệm kỳ 6 năm, làm việc bên cạnh đại sứ quán và lãnh sự quán của Pháp ở Niger nhằm giúp đỡ công dân pháp ở nước ngoài về các vấn đề liên quan đến công việc trường học an sinh xã hội và các vấn đề khác cuối tháng trước chính quyền quân sự niger đã gửi thông báo tới bộ ngoại giao pháp về việc đại sứ pháp Sylvain van tại quốc gia tây phi này không còn được hưởng các đặc quyền và quyền miễn trừ với tư cách là nhân viên ngoại giao tại đại sứ quán pháp sau đó hủy visa giúp quyền miễn trừ ngoại giao của đại sứ pháp Sylvain van và ra lệnh cảnh sát áp giải ông khỏi nước này. Tuy nhiên, Pháp từ chối thực hiện yêu cầu này, nói rằng chính quyền hiện tại không có quyền hợp pháp để trục xuất đại sứ. Sáng ngày 13 tháng 9 theo giờ Việt Nam, số liệu cập nhật về thương vong trong trận lụt kinh hoàng ở Libya trên các kênh truyền thông địa phương đã ghi nhận 5.300 trường hợp thiệt mạng, trong khi hơn 10.000 người vẫn mất tích. Tại Dena, một thành phố có khoảng 125.000 dân, các nhà báo của Reuters cho biết đã chứng kiến những khu phố đổ nát, các tòa nhà bị cuốn trôi và ô tô bị lật trên mái nhà, trên những con đường phủ đầy bùn và đống đổ nát do một dòng chảy lớn để lại sau khi các con đập vỡ. Các thành phố khác ở miền đông Libya, bao gồm thành phố lớn thứ hai của nước này là Benghani, cũng bị ảnh hưởng bởi trận lụt kinh hoàng. Tamer Ramadan, người đứng đầu phái đoàn của Liên đoàn Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế cho biết, số người chết sẽ còn tăng nhanh khi công tác kiểm tra được tiến hành. Hiện các nỗ lực cứu trợ quốc tế đã được triển khai. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết đã huy động các đội phản ứng khẩn cấp nhằm hỗ trợ Libya. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác đang gấp rút triển khai viện trợ cho Libya, bao gồm xe tìm kiếm và cứu hộ, thuyền cứu hộ, máy phát điện và thực phẩm. Chính phủ được quốc tế công nhận ở Tripoli, tuy không kiểm soát các khu vực phía đông, nhưng đã gửi viện trợ cho Dena với nhất một chuyến bay cứu trợ rời khỏi thành phố phía tây Misrata. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự quốc tế trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.